Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with Hybrid Power has an incredible 648 mile driving range Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới crispy chicken sandwich tại McDonald's. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cho phép chuyển các pho tượng liên minh khỏi trụ sở quốc hội. Rái cá biển ăn thịt nhiếm giúp cân bằng hệ sinh thái California. Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 16 vụ sập chung cư ở Florida. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Hạ viện vào hôm thứ Ba đã thông qua đạo luật dỡ bỏ pho tượng của các viên chức liên minh miền Nam khỏi trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, cũng như tượng bán thân của chánh án Roger B. Taylor, người đã đưa ra quyết định nổi tiếng của tối cao pháp viện Dred Scott năm 1857 khi phán quyết rằng người da đen không được hưởng quyền công dân. Đạo luật dỡ bỏ pho tượng liên minh được thông qua với 285 phiếu thuận và 120 phiếu chống. Trong đó có 67 đảng viên Cộng hòa đứng cùng tất cả các đảng viên Dân chủ ủng hộ dự luật. Tuy nhiên, chưa hẳn dự luật này sẽ được Thượng viện thông qua vì đảng Dân Chủ chỉ chiếm đa số mong manh 50 ghế tại Thượng viện, trong khi cần tới 60 phiếu thuận để một đạo luật được chấp thuận. Vào năm ngoái, dự luật này cũng được Hạ viện thông qua nhưng bị Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát chặn lại. Lãnh tụ phe thiểu số của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy, người ủng hộ dự luật cố gắng chuyển hướng cuộc tranh luận sang điều mà ông gọi là cần thay thế chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong quá khứ được lòng vào hệ thống kinh tế và chính trị Hoa Kỳ. Dự luật sẽ sửa đổi quy chế thiết kế các pho tượng đặt tại trụ sở quốc hội và yêu cầu kiến trúc sư của Capitol Hill xác định chính xác tường của các viên chức liên minh miền Nam. Và thưa quý vị, các nhà khoa học đang điều tra sự sụt giảm loại tảo bè ở California, cho rằng rái cá ăn thịt con nhím biển đã giúp bảo vệ một loài rong biển được gọi là tảo bè. Nhưng không phải tất cả nhím đều bị rái cá ăn thịt, vì rái cá chỉ chọn những con nhím khỏe mạnh. Rác cá biển là loài động vật ăn thịt, nhiễm biển và giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Và trong vòng 3 năm qua, một nhóm các nhà nghiên cứu rái cá biển của trường đại học UCSE, ở cơ quan khảo sát địa chất của Hoa Kỳ và thủy cung Monterey đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát quy mô dưới mặt nước biển tại tiểu bang California. Cuộc nghiên cứu sự xuất hiện của các loài rái cá tại vùng có nhiều tảo bẹ thường có sự hiện diện của các con nhím to dẫn đến kết luận của viện hàng lâm khoa học quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng vì các hành vi của các loài động vật trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái của các đại dương. Con nhím biển là con gì hay Lê Thái có bao giờ gặp bao giờ chưa? Nếu như mà nói về con nhím biển là, là à, ở Việt Nam thì chúng ta hay gọi đó là con nhum mà không biết là quý vị mà có, ai có ăn con nhum chưa? À cái con à, gọi là uni. Đúng rồi nó là nó ở là trong con cầu gai nhật, đúng không đúng rồi ở trong mấy cái nhà hàng nhật hay là hàn quốc bây giờ là người việt nam cũng đã rất là thích ăn cái con đó rồi là chúng ta bằng cách là chúng ta chẻ đôi nó ra và ừ. rửa sạch và chúng ta ăn cái phần thịt bên trong ừ. nó rất là ngọt mà thì thường là chị đi uh, đi ăn nhà hàng của nhật mình ăn các món mà sushi hay sashimi nó đều có cái món của cái con nhím biển này ừ. mà tại vì mình gọi mình dịch ra google gọi là nhím biển Mà thật sự nó là cái con cầu gai hoặc là mình thảo tin tưởng nhím... nó là châm châm biển châm châm biển nó tùy thôi em <laughs> nghĩ không? là em nghĩ là do cái cái cái, cái, cái vừa đúng 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 tính chất ừ. vùng miền, à, có khi nơi này người ta gọi là con nhâm, khi khi nơi khác người ta gọi là cầu gai, người ừ. chỗ khác người ta gọi là nhiễm biển. Ok. Tiếp theo phần tin kính thức quý vị. Công cuộc tìm kiếm và cứu nạn tại khu chung cư bị sụp đổ một phần ở Miami của Florida vào hôm thứ ba, bước sang ngày thứ sáu với 149 người vẫn còn đang bị mất tích. Thị trưởng Miami Day, bà Daniela Levi cavey tối thứ ba cho hay đã thu hồi một thi thể, nâng số người chết lên 12. Dựa vào nhiều sự kiện xảy ra trước đây, đặc biệt là một vụ phụ nữ sống sót sau 17 ngày bị chôn vùi trong đóng gạch vùng của một nhà máy ở Bangladesh, thị trưởng Southside Charles Burkett cho biết ông chưa hết hy vọng tìm kiếm thêm người còn sống sót sau tai nạn thảm khốc. Bất chấp cơn mưa rào, các đội cấp cứu vẫn hoạt động suốt ngày đêm, sử dụng đội chó huấn luyện, cần cẩu và máy quét tia hồng ngoại để tìm kiếm các nạn nhân tin mới nhất được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy thêm bốn nạn nhân nữa đã được tìm thấy, nâng số người chết vì thảm họa ở Surfside lên 16 và số bị mất tích hiện nay còn 139 người. Các nhân viên cứu nạn đang tìm kiếm người sống sót có thể bị đè dưới lớp bê tông cao từ 13 đến 16 feet. Họ có hai đội quân quyển, một đội tìm kiếm người sống sót, đội kia tìm kiếm thi thể các nạn nhân bằng cách đánh mùi. thưa quý vị, tổng thống Joe Biden ngày hôm qua nói chuyện tại Wisconsin cho rằng là các đề nghị trùng tu cơ sở hạ tầng của các nhà lập pháp lưỡng đảng mà ông đã đồng ý hồi tuần qua sẽ mang lại lợi ích cho các gia đình công nhân và giới trung lưu khắp Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden cho rằng dự án trên là khoản đầu tư của cả một thế hệ nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thưa quý vị, tạo ra hàng triệu việc làm với mức lương cao và nâng vị thế của Hoa Kỳ trên trường quốc tế trong thế kỷ 21. Trong khi đó, thì Trung Quốc đang đi trước Hoa Kỳ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tổng thống Joe Biden nói rằng dự án cơ sở hạ tầng của ông trị giá là 1.2 ngàn tỷ Mỹ Kim được tiến hành trong 8 năm sẽ cho phép nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ từ cầu, đường và hệ thống giao thông vận tải công cộng, tạo ra hàng trăm triệu việc làm. Theo ông thì cảm giác mất thời gian vì bị kẹt xe hoặc là phải đổi hướng đi vì cây cầu không đủ rộng hoặc đường bị hay hại đã làm mỗi công dân Hoa Kỳ phải trả thuế ngầm hơn là 1.000 Mỹ Kim một năm cho thời gian và nhiên liệu bị lãng phí vì tình trạng bế tắc giao thông. Ông cũng nhấn mạnh đến khoản đầu tư để thay thế hệ thống đường ống dẫn bằng chì khắp Hoa Kỳ để bảo vệ nguồn nước sạch, kể cả nước thải nằm trong dự án cơ sở hạ tầng nói trên là vô cùng quan trọng. Các công tố viên New York đang điều tra hoạt động kinh doanh của cựu tổng thống Donald Trump có thể sẽ công bố cáo trạng truy tố người điều hành Trump Organization tội hình sự, nhưng không truy tố cá nhân Donald Trump. Nguồn tin đáng tin cậy nói rằng, giám đốc tài chính lâu năm của Trump Organization Alan Westerberg và công ty này nguy cơ bị truy tố sau cuộc điều tra kéo dài gần 3 năm về các thương vụ giao dịch của ông Trump công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr. cho hay sẽ chú trọng việc liệu Weissberg và các viên chức khác của Trump Organization có nhận bóng lọc đặc quyền hay không, chẳng hạn như căn nhà miễn phí và xe hơi cho thuê mà không phải trả tiền. Các công tố viên đã hối thúc Weissberg, 73 tuổi, hợp tác với các nhân viên điều tra và thành thật khai báo, nhưng không thành công. Ông Weisselberg là một trong số những người thân tín nhất của ông Trump, đã làm việc tại công ty từ năm 1973, dưới sự điều hành của cha ruột của Donald Trump là ông Fred. Cuộc điều tra của hình sự đã được tiến hành nhằm xem xét hành vi sai trái, gồm việc khai gian giá trị tài sản để trốn thuế và để nhận được các khoản vay với thuế suất ưu đại của các chủ nợ. Hồ sơ tòa án cho thấy Allen và con trai là Barry Weisselberg đã nhận được bổng lọc, đặc quyền và quà tặng trị giá hàng trăm ngàn Mỹ Kim trong những năm làm việc tại Organization, bao gồm một căn nhà miễn phí, sử dụng xe hơi của công ty không phải trả tiền và cháu của ông được miễn học phí trong thời gian theo học ở trường. Anthony Fauci, bác sĩ viện truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, ngày hôm qua cho biết ông lo ngại khoảng cách ngày càng tăng giữa người tiêm và người không tiêm vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ sẽ trở nên tồi tệ. Nguy cơ làm bùng phát đại dịch COVID-19 chia đôi Hoa Kỳ thành hai vùng lãnh thổ khác nhau. Hơn 50% công dân Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Tỷ lệ không đạt được mục tiêu của Tổng thống Joe Biden vào ngày 4 tháng 7 là 70%. Kết quả các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy vắc xin COVID-19 hữu hiệu trong việc đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 biến thể, nhưng người Mỹ vẫn chưa được tiêm vắc vẫn có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 biến thể lây lan nhanh. Trong khi đó thì tổng thống Joe Biden nói rằng là ông hy vọng sẽ có nhiều công dân Hoa Kỳ tiêm vắc xin COVID-19 để nền kinh tế Hoa Kỳ có thể mở cửa trở lại hoàn toàn vào cuối năm nay. Sau đây là tường trình đặc biệt Hoa Kỳ hâm nóng bức tường biên giới. Cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện cùng thống đốc tiểu bang Texas ngay tại biên giới giữa Texas và Mexico để đề cao việc xây dựng bức tường chống di dân bất hợp pháp từ vùng châu Mỹ Latin tràn sang. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý vị bản tường trình đặc biệt sau đây. Hôm nay tại biên giới giữa Texas và Mexico, người ta thấy vấn đề của bức tường từng được cựu Tổng thống Trump làm tiêu điểm cho chính sách chống di dân bất hợp pháp của ông, được hâm nóng trở lại sau khi thống đốc Texas ông Greg Abbott tiếp tục ủng hộ và nuôi dưỡng ý nguyện xây dựng bức tường nhằm ngăn cản di dân, mặc dù đã gặp thất bại trong suốt 4 năm khi ông Trump còn đang lãnh đạo nước Mỹ. Mexico có đường biên giới trải dài từ bờ biển California đến biên giới phía nam Texas, dài gần 2.000 dặm. Từ thời Tổng thống George W. Bush, khoảng 700 dặm đường, nơi di dân từ phía nam tìm cách sang Mỹ nhiều nhất, đã có bức tường ngăn hay những hàng rào chắn. Trong đoạn đường biên giới này, 354 dặm chỉ là tường chắn để ngăn không cho người đi bộ băng qua còn lại là 300 dặm hàng rào để tránh xe cộ lái qua. Dưới thời Tổng thống Trump, ông cho rằng 700 dặm là không đủ, cần hoàn thành toàn bộ 2.000 dặm đường này bằng một bức tường thành cao và kiên cố. Và trong suốt 4 năm làm Tổng thống, bức tường vẫn là một trong những nỗ lực ưu tiên của ông Trump. Ông đã tìm nhiều cách để kiếm tiền xây bức tường, mà ông gọi sẽ là một bức tường kiều diễm, a beautiful wall. Kế hoạch xây bức tường đã được hình thành và công đoạn xây bức tường cũng được thực hiện. Thế nhưng, cho đến ngày 6 tháng 10 năm 2020, tức là trước ngày bầu cử gần một tháng, thì theo báo cáo của cơ quan bảo vệ biên giới, chỉ có 15 dặm là có bức tường mới của ông Trump được hoàn thành, là nơi được xây trước vì đã không có hàng rào chắn nào. Còn lại 350 dặm được thay thế từ hàng rào cũ, có thêm bức tường chắn mới. Nhìn chung, nỗ lực xây bức tường mới kéo dài 2.000 dặm của Tổng thống Trump xem như không hình thành, vì ngân sách không cho phép và nhất là gặp phải rào cản của đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump sau đó hứa hẹn sẽ hoàn thành 500 dặm đường biên giới, hạn chót là tháng 1 năm 2021. Thế nhưng, cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc và ông thất cử, chỉ có khoảng 350 dặm đường biên giới là được tu sửa mà không được thay thế bằng bức tường mới theo ý muốn của ông Trump. Mặc dù thất cử, thế nhưng ý nguyện có được bức tường vẫn được ông nuôi dưỡng và một trong những người làm sống lại bức tường là thống đốc Texas, Greg Abbott. Ngày 11 tháng 6 qua, ông Abbott chính thức ký xác lệnh thành lập lực lượng an ninh biên giới và tuyên bố xây thêm bức tường biên giới mới Hôm nay ông cùng với cựu tổng thống Trump, cả hai đã xuất hiện tại đường biên giới và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang để sử dụng nguồn tiền của Texas và tiền cứu trợ liên bang trong việc xây bức tường mà ông muốn. Tuy nhiên để tránh tình trạng bị chống đối từ những khu vực không muốn tham gia, ông Abbott cho quyền những quận hạt sát biên giới được tách rời và đã có 11 quận không muốn tham gia. Tuy nhiên có một quận trong những quận cách biên giới với Mexico đến 400 dặm là Galveston lại muốn tham gia vào tiến trình xây bức tường. Để đóng góp vào việc xây bức tường này, quận Galveston đã trích ra 10% hay 6,6 triệu Mỹ kim nguồn tiền cứu nguy của liên bang vì đại dịch để xây bức tường. Hành động này đã đặt ra vấn đề về việc chi tiêu tiền phí phạm của liên bang và việc xây bức tường vô bổ, không có sự cần thiết nào đối với nhiều quận của Texas nhưng quan trọng hơn cả là việc xây bức tường có thực sự ngăn cản được người di dân tìm cách vào mỹ qua ngã texas hay không nhiều chuyên gia về an ninh biên giới hiện cho là không vì tường cũ hay tường mới di dân bất hợp pháp muốn trèo hay đột nhập họ vẫn làm được nhiều người tin rằng nỗ lực xây bức tường của ông thống đốc texas chỉ mang mục tiêu chính trị tìm cách chiêu dụ những thành viên đảng cộng hòa bảo thủ từng ủng hộ tổng thống trump trước đây vì cá nhân ông Abbott muốn ra tranh cử ghế tổng thống năm 2024 đại diện cho đảng Cộng Hòa. Hoàng Trọng Thủy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV.